Sáng ngày 15 tháng 1, Bảo tàng tỉnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp tiến hành báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích Đình Bang tại xã Thống Nhất. Tham dự buổi báo cáo có đồng chí Nguyễn Anh Tú, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, phó chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, phó giáo sư tiến sĩ Tống Trung Tín, chủ tịch Hội khảo cổ học Việt Nam, phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, chủ tịch Hội đồng Khoa học Lịch sử Việt Nam, trưởng các ban lịch sử khảo cổ của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao và Bảo tàng tỉnh. Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích lịch sử Đình Bang cho thấy, sau khi xuất lộ những di vật trong quá trình xây dựng Đình Bang được sự chấp thuận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thông tin, từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Bảo tàng Quảng Ninh đã phối hợp với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiến hành khai quật di tích Đình Bang. Để tìm hiểu quy mô tính chất và niên đại của di tích, đoàn đã mở 4 hố nằm ở 4 vị trí khác nhau trong phạm vi di tích. Kết quả cho thấy, tại đình bang có các loại hình di vật của thời Trần thế kỷ 13-14, thời Lê Trung Hưng thế kỷ 17-18 và thời Nguyễn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Trong đó, các di vật thời Trần có số lượng và mật độ lớn nhất, diện phân bố rộng nhất. Dựa trên sự phân bố di vật của thời Trần tại đây, bước đầu có thể xác định Đình Bang là một quần thể kiến trúc có quy mô lớn, được xây dựng trên một đồi thấp nằm liền sát với vịnh cửa lục với quy mô mỗi chiều khoảng 800 đến 1.000 mét. Trung tâm của quần thể kiến trúc nằm trong khu vực này thuộc khuôn viên của đình làng bang, trường tiểu học và trường mầm non, sân vận động thống nhất và các hộ dân liền kề. Dấu vết kiến trúc còn lại và các hiện vật thời Nguyễn phát hiện được ở đây chính là đình và miếu của làng Yên Thổ xưa. Kết quả khai quật tại Đình Bang cho thấy trong lòng đất của Đình Bang còn ẩn chứa nhiều lớp trầm tích lịch sử văn hóa quan trọng, minh chứng cho vị trí và vai trò vùng đất thống nhất ngày nay nói riêng, hoành bổ nói chung trong lịch sử với vai trò là cửa ngõ quan trọng của Đại Việt. Vì vậy, cần tiến hành khai quật mở rộng diện tích tại nhiều điểm khác nhau bên ngoài phạm vi của đình hiện nay, nhằm làm rõ các giả thiết về quy mô và phạm vi di tích, tiến tới khoanh vùng bảo vệ, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị của di tích tham gia vào báo cáo kết quả sơ bộ, các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đều cho rằng kết quả khảo cổ ban đầu cho thấy nơi đây có nhiều giá trị đặc sắc cho lịch sử văn hóa Việt Nam, quy mô phế tích tương đối rộng, nếu kết hợp tìm hiểu có được một di tích đặc sắc của thời Trần. Các đại biểu cho rằng huyện Hành Mô cần có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, tìm ra các giá trị văn hóa có cảm tình mời gọi đầu tư trên lĩnh vực văn hóa. Tiếp thu ý kiến tham vấn của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khảo cổ, di sản văn hóa, đồng chí Nguyễn Anh Tú, bí thư huyện ủy nhấn mạnh. Những kết quả ban đầu trong quá trình khảo cổ di tích đình bang khẳng định Hoành Bồ là một vùng đất có giá trị lịch sử, văn hóa quý giá, cần được khai thác, bảo tồn, phát huy, gìn giữ. Cùng với việc tạo điều kiện tốt nhất trong những bước tiếp theo của quá trình khảo cổ di tích đình bang, đồng chí Bí Thư huyện ủy giao Ủy ban Nhân dân huyện, xã Thống Nhất lập quy hoạch bảo vệ di tích thực hiện xong trong tháng 2 năm 2019. Giao Ủy ban Nhân dân huyện thành lập tổ đề án văn hóa do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm tổ trưởng phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn bảo tàng tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các bước tiếp theo trong quá trình khảo cổ di tích. Hoành bộ sẽ thực hiện điều tra tổng thể về các giá trị văn hóa lịch sử, đồng thời tích cực khuyến khích việc huy động nguồn kinh phí xã hội hóa cùng nguồn lực của nhà nước thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện.